Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cực nóng, Hadiken quyết tâm gia nhập MU. Cú hích lớn của MU vụ Osimhen Minze. Bắc Sa đạt thỏa thuận đón thủ lĩnh Man City và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Cú hích lớn của MU vụ Osimhen và Minze. Đội chủ sân Old Trafford đã nhắm đến hai ngôi sao thuộc biên chế Napoli Victor Osimhen cùng với Kim Min Jae để giải quyết vấn đề. Bộ đôi nói trên đóng vai trò quan trọng giúp Napoli giành Scudetto sau 33 năm chờ đợi. Những màn trình diễn ấn tượng đồng thời mở ra cánh cửa để họ chuyển đến một bến đỗ giàu tham vọng hơn. Theo nguồn tin từ view MU đang nhận được cú hích ở cả hai thương vụ bởi giám đốc thể thao Napoli Cristiano Zuntoli sắp nói lời chia tay câu lạc bộ để gia nhập Juventus. Giám đốc điều hành 51 tuổi được coi là một trong những kiến trúc sư đằng sau thành công của Napoli mùa này. Chính ông đã giúp câu lạc bộ tìm kiếm và ký hợp đồng với Kavi Chakarotkelia, Kim Minze, Matias Oliveira và Rapadori vào mùa hè năm ngoái. Do đó, nếu ông ra đi, MU có thể sẽ gặp ít sóng gió hơn trong quá trình đàm phán chiêu mộ những cái tên nòng cốt từ đội chủ dân Maradona. Bước ra đạt thỏa thuận đón thủ lĩnh Man City Theo Sport, Barca đã đạt thỏa thuận cá nhân chiêu mộ tiền vệ Ikay Gondogan từ Man City, đôi bên sẽ ký hợp đồng 3 năm. Được biết Man City muốn giữ đội trưởng của mình nhưng chỉ đề nghị hợp đồng 1-2 năm do lo ngại vấn đề tuổi tác của anh. Tuy nhiên vì lý do gia đình, Gondogan muốn một hợp đồng dài hạn nên đã chọn ra đi. Kane tin cực vui, Harry Kane quyết tâm gia nhập MU. Nguồn tin từ tờ Daily Express khẳng định, Vua phá lưới ngoại hạng Anh ba mùa giải hướng đến mục tiêu gia nhập MU trong phiên chợ hè sắp tới. Cá nhân Harry Kane đánh giá cao sự tiến bộ của MU dưới thời Erik ten Hag, trên sút sắp bước sang tuổi 30 này muốn gia nhập hàng ngũ Quỷ Đỏ, trực tiếp đua tranh với Haaland ở cuộc đua vô địch và vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa tới. Vấn đề là MU phải kết thúc mùa giải trong top 4 có vé dự C1 mùa tới, bởi ở độ tuổi này khao khát của Kane là được thi đấu và tỏa sáng ở đấu trường số 1 châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Nếu MU đáp ứng đủ điều kiện của Harry Kane, đội chủ sân Old Trafford có thể đón tiền đạo này với mức phí dưới 100 triệu bảng. Đơn giản vì Kane chỉ còn thời hạn hợp đồng một năm với Tottenham, khi đó nếu gải chống Bắc London không chịu hạ giá bán, thì MU có thể chờ đợi thêm một năm để có Kane miễn phí. Liverpool chia tay sớm 4 cầu thủ trong hè 2023 Trang chủ của Liverpool thông báo Roberto Firmino, Naby Keita, Gemino và Chamberlain sẽ rời câu lạc bộ khi hết hợp đồng vào mùa hè này. Chúng tôi biết ơn và đánh giá cao những đóng góp của bốn cầu thủ trong thời gian chơi bóng ở Anfield. Liverpool sẽ tiếp đón Aston Villa ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà Anfield. Lữ đoàn đỏ coi đây là dịp thích hợp để tổ chức buổi tri ân và tạm biệt bốn ngôi sao kể trên. Chúng tôi chúc Roberto, Naby, Jem, Alex và gia đình những điều tốt đẹp nhất cho tương lai. Firmino, Keita, Miner và Chamberlain đều đã chứng tỏ giá trị giúp đoàn quân của Jurgen giành chức vô địch C1. Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup ở năm 2019, họ cũng cùng giơ cúp lần đầu tiên vô địch nước Anh sau 30 năm khi lên đỉnh ngoại hạng Anh 2019-2020. Newcastle đẩy mạnh việc ký hợp đồng với McTominay. Theo Football Insider, Newcastle đã bắt đầu tăng cường theo đuổi tiền vệ đang thất sủng của MU, McTominay. Tiền vệ người Scotland không phải là một nhân vật quan trọng dưới thời Eric Ten Hag và với việc quỷ đỏ đang tìm cách ký hợp đồng với Marcel Sabitzer, một động thái để McTominay rời Old Trafford có vẻ ngày càng có khả năng vào mùa hè này, mặc dù anh có hợp đồng đến năm 2025. Lộ thủ thuật giúp Chelsea biến hình của Pochettino theo tờ Evening Standard số ra mới đây, Pochettino có kế hoạch làm điều tương tự ở Tottenham tại fabric và xây dựng đội hình của mình xung quanh nòng cốt là những cầu thủ trẻ thuộc dạng cây nhà lá vườn. Cụ thể hơn, Pochettino xác định chung về Levi Colwill, người hiện đang thi đấu cho Brighton theo dạng cho mượn từ Chelsea. Các tiền vệ Conor Gallagher và Mason Mount và hậu vệ cánh Rick James là những cầu thủ có thể đóng vai trò quan trọng trong dự án của mình tại The Blue. Điều này có thể dẫn đến một cuộc đại tu lớn trong kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ vào mùa hè năm nay. Cowell đang tỏa sáng trong màu áo Brighton và thu hút được sự quan tâm từ những đội bóng như là Liverpool, Man City. Mặc dù hợp đồng của Cowell với Chelsea vẫn còn 2 năm, nhưng Chelsea có thể gia hạn hợp đồng với những điều khoản hấp dẫn hơn một khi Pochettino lên nắm quyền. Trong khi đó, Mason Mount dường như cũng đang trên đường rời xa Friedrich và có vẻ như sẽ đến Liverpool. Tiền vệ 24 tuổi chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng, nhưng cho đến nay Ma và Genzi chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên tất cả sẽ thay đổi khi Pochettino có khả năng đề nghị Mao ký hợp đồng mới với đáp ứng yêu cầu của tiền vệ này. Sự xuất hiện của Pochettino cũng có thể mang lại cứu cánh cho tuyển thủ Anh Carragher. Chelsea từng sẵn sàng để Gallagher ra đi vào tháng 1 vừa qua, nhưng sau đó đã từ chối bán anh cho Newcastle vì cho rằng Newcastle là một đối thủ tiềm năng ở ngoài hạng Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Ngoài ra, Pochettino cũng có kế hoạch đưa Gem trở thành một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách cầu thủ nòng cốt dạng cây nhà lá vườn tại Chelsea. Radford án binh bất động đợi chủ mới Radford chưa vội đồng ý ký hợp đồng mới với MU dù được đề nghị tăng lương khủng. MU đề nghị hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kèm theo việc tăng lương cho Radford khi anh chỉ còn hợp đồng tới tháng 6 2024. Cụ thể mức tăng từ 200.000 bảng trên tuần lên 300.000 bảng trên tuần. Nhưng theo tờ The Sun đưa tin, ngôi sao sinh năm 1997 đang để ngỏ việc gia hạn hợp đồng với MU. 300.000 bảng trên tuần sẽ giúp Radford trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất ở MU. Tuy nhiên, Radford không thể để con số ấy bị chi phối bản thân. Thay vào đó, anh đang chờ đợi xem mai là chủ mới của đội chủ sân Old Trafford trong thời gian tới, rồi mới tính tới việc gia hạn hợp đồng. Nhà Glazer vẫn đang trong quá trình đàm phán về những ông chủ giàu có để chuyển giao MU. Tuy nhiên, tới hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào thực sự quyết thuyết phục được nhà Glazer, qua đó tiếp quản được quỷ đỏ. Với tình hình hiện tại, rõ ràng tương lai của Radford ở MU vẫn chưa hề được đảm bảo. Tiền đạo người Anh có phong độ ghi bàn rất ấn tượng ở mùa giải năm nay khi anh ghi 29 bàn sau 46 trận. Do vậy, anh được rất nhiều câu lạc bộ ở châu Âu để ý. Hiện MU đang có chính sách giảm quỹ lương, quỹ đỏ tính chỉ trả lương cho các cầu thủ từ 200.000 đến 300.000 bảng trên tuần. Đội bóng này muốn xóa bỏ tình trạng trả lương quá cao cho các cầu thủ, để rồi đóng góp thu về không được như ý, ngoài ra việc để các cầu thủ nhận lương quá cao còn khiến sự đoàn kết trong phòng thay đổi MU bị ảnh hưởng. Odegaard lọt tầm ngắm ba gã khổng lồ Nguồn tin từ Daily Canon cho biết, phong độ ấn tượng của Odegaard trong mùa giải năm nay đã giúp cho anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ lớn khắp châu Âu. Cụ thể, Barca, Bayern và PSG đều được cho là rất muốn ký hợp đồng với tiền vệ người Na Uy trong mùa hè tới một báo động đỏ thực sự dành cho Arsenal. Trên lý thuyết, Arsenal chưa cần phải lo lắng bởi hợp đồng giữa họ và Odegaard vẫn còn thời hạn đến tận 2025, nhưng trong bóng đá, không gì là không thể và rõ ràng là đứng trước sự thu hút của những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu sẽ không quá bất ngờ nếu như Odegaard quyết định cân nhắc về tương lai, vì vậy pháo thủ cần phải sớm hành động để trói chân thủ quân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!